ta gào muối không, cái nó gào muối không, cái bắt đầu rồi tới bánh bò bánh chuối cái gì đó mà gào có cái hậu là nó gào. À giống như cái tiếng ngân cho nó dài không con. Chứ còn ngắn ngắn như hồi nãy bánh mì là không có gào được. Lạ lùng mọi người, khi mà những người mà bán hàng rau đi ngang con đường này thì người ta rau sao thì chú chó rau y gan như vậy. Nghe lời cô nói là như vậy đó. Thì và bây giờ nói chung là cô phải nói là phải có một cái lo. Đúng rồi, đó, rau từ xa giống như mấy người bán hàng rong bán dưới ghe đó. Tại vì ở đây là sát con kinh nên là mình phải chuẩn bị một cái lo vậy nè. Đó. Để mình giao, mình có đặt cái máy quay sẵn rồi để mình giao lên cô. Coi coi cái sự thật có phải như vậy không? Đúng rồi. Rồi, kính mời mọi người cùng theo dõi nha. Tại vì mọi người cũng biết là mình và anh Phương cùng Tâm G mới vô nhà cô nên là mình vừa ra quay chắc là chú chó còn ngát. Hồi nãy có thử là chú chó có nói theo. Cô này thấy lạ quá. Tại vì cái này cũng nó rất là nó hơi lạ nên nhiều người ta cũng rất là tò mò. Ta không hiểu tại sao mà cầm cái lon ra đường. Chưa ra chú chó nằm trong cái nhà đó. Quá sao bữa nay em ru chạy hồn quá à, không được. Chú chó làm biến hay gì? Tại vì cái nhà ở đây cách cũng hơi xa nên mình nghe chỉ có lỗi. Đi trái đi lui. Ở
mọi người nghe ha. Ai mua rau? Đó nó gào đó mà chưa có ấy không? Nữa đi mày gào nữa đi. Ai mua rau? À, cô ngồi xuống cô kể làm sao nó gào làm sao, cô kể cho tụi con nghe rồi con là cô kể lại cái sao là hồi đó là sao phát hiện được chú chó này biết động biết nói theo trời tiếng gào như không cái nó mà cái ta gào muối không cái nó gào muối không cái bắt đầu rồi tới bánh bò bánh chuối cái gì đó mà gào có cái hậu là nó gào à giống như cái tiếng ngân cho nó dài không chứ còn ngắn ngắn như hồi nãy bánh mì là không có gào được nhưng mà nó nói là nó nói gì mình dễ nghe mình phân biệt được cái tiếng đó là không giống như là người ta gào mà ngắn luôn rồi nãy có mà tại vì phát chủ quá nó phân ra rồi đúng rồi chứ nó nằm im á gành gạnh luôn lọng bên sông nghe luôn vậy đó ha mà mình phát hiện nó khi nào ạ? Mình phát hiện nó khi nào mấy tháng chú chó này cô nuôi lâu chưa trời ơi đó nó lại nhà ở mà lớn vậy là hồi cũng người ta lại chó của ta nuôi chưa dắt năm dạ nhìn chú chó có vẻ lành lại quá ha còn thấy gớm đó dạ hồi đó nó lại nó ở dưới cái tủ mà có bà lớn vậy mà thấy gớm đó dạ người nuôi đó cưng hồi nó gào tới giờ cưng vậy là con chó này của mình cũng không có sinh tự nó lại luôn tự nó lại à dạ làm như nó thấy nó thấy ồn quá dạ, nãy có gao đó mà nhưng mà nó dài nó nói được mấy tiếng thôi con thì mày gao gì cũng gao nó dài như là dài tỏi lòng gà lòng vịt gì đó là đúng nó gao nó húi không hay là cái gì hô nó có gao được rồi gao được cậu chậu tao gao có hậu lắm đó, tại mấy mày làm ồn ào quá nó sợ nó yeah. Sủa đó đó theo như lời cô chia sẻ thì nãy mấy anh em mình có thử thì mình cũng không có, rõ có không có nghe không được, dạ, có nghe nhưng mà nghe không rõ tại rõ bởi vì xa. nó không có trong này nó gao gì nghe rõ không rõ nhưng dạ. Mà ít thỏng bằng mà bình thường im ái dạ yêu cầu có dạ. Là được rồi im ái là coi như bay mấy ở đằng đầu dạ. Kia gào dơi giống như là một hồi ở xa chứ mày đứng lại đây tấn công bên đây mình tấn quá nên mình tấn quá nó biết nó sợ dạ khôn lắm để bữa nào con đi dắt chắc sáng đó hả con dắt chưa chút á cỡ chừng 10 giờ 11 giờ á dạ dắt im vậy đó nắng lên sáng dạ. Quá nó cũng mấy nữa cô ở đây có mình hả con con dạ lăn củ luôn vậy nó ăn lạ vậy? Ủa, cắn giỡn mà trời ơi nó giỡn mấy cây gôi để quánh nó ăn nó nhai nó trả chứ nó sợ mình quánh nó cho nó cắn nó bỏ chứ chú chó là tên tên gì con Dảo Dảo hả
kêu tâm gờm coi dạo rồi chạy luôn rồi. Ôi trời đó nó kêu đó không kéo dây mình buộc nó rồi cũng không đi đâu được hồi nãy giờ gặn gặn xịt khối luôn mày gao gò mà ta ấy quá à kéo dài chút nữa ha dạ chứ dạ. Gần quá chứ nó tốc độ quá rồi đúng rồi con hiểu rồi dạ luôn ta gao dơ dơ dằn 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 á rồi gao dơ dơ từ từ á dằn 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 rồi từ từ mới lại dạ. Gần dạ đi ra chiếc ghe nó chạy ở đẳng hang là bắt đầu nghe rồi sưng hai lỗ tai rồi đó cái từ từ ta gào tới luôn đi xong bắn muốn rồi, bây giờ mình đi ghe mới được không đi có trên xuồng cũng được ủa xe cũng được được không có qua sông đứng mình phải đó xong cái gì đi dạ. Đi bộ được rồi được rồi qua dạ. Sông cũng được mà phải chơi lớn lớn như vậy đó dạ chứ trên này người ta bu lại thấy như chó rồi đấy không được có chó là nó phân rồi nó phân hướng rồi dạ mới quay đây rồi thôi vậy con về nha con dạ nãy rau mà rau ít rau nha dạ dạ cô vậy trời cô ta rau dài lắm dạ thôi xin tạm biệt quý vị khán giả nha để mai mốt mình có dịp mình ghé đây mình sẽ chia sẻ lên cái nữa.